Chi Bảo khoe cận mặt con gái mới sinh, được nhiều người khen bụ bẩm, đáng yêu, nhiều nét giống bố và anh trai Gia Khang. Mới đây, Chi Bảo và bà xã, danh nhân Lý Thùy Trang đã chia sẻ loạt hình ảnh của con gái 2 tuần tuổi. Có thể thấy, con gái của nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, giống bố y đúc. Danh nhân Lý Thùy Trang viết sáng sớm đã uống trụ mơ rồi các bác ạ. À. Nhiều khán giả đã suýt xoa khen ngợi trước vẻ ngoài đáng yêu của bé gái. Trong bức hình, Chi Bảo tràn trở hạnh phúc khi được bế bình rượu mơ của mình con gái chi bảo xinh xắn giống bố y đúc lý thùy trang vợ doanh nhân của chi bảo khoe ảnh ông xã với con gái cưng trên trang cá nhân chi bảo cho biết anh hạnh phúc khi lại được làm bố bỉm sữa ở tuổi ngoài 50, có thêm một công chúa gia đình hiện đủ nếp và tẻ theo vợ chi bảo bé gia linh hơn 2 tuần tuổi khiến bố mẹ tan chảy mỗi khi mỉm cười nhất thì được bố gọi là bình rượu mơ của gia đình ngắm ảnh con gái chi bảo ca sĩ bằng kiều diễn viên hài thúy nga và nhiều bạn bè nghệ sĩ khán giả khen bé gia linh bụ bẩm đáng yêu CEO Lý Thùy Trang cho biết con gái thừa hưởng nhiều nét của bố và đặc biệt giống hệt anh trai Gia Khang lúc mới sinh. Bé hiện muốn mẹ trực tiếp, trộm phía kháng ngoan nên vợ chồng tôi không quá phức vả, vợ Chi Bảo nói. Trước bé Gia Linh, diễn viên đồng tiền xương máu đã có hai cậu con trai nên sự ra đời của công chúa nhỏ là niềm vui lớn với gia đình anh. Chi Bảo tiết lộ ngày 27 tháng 10 anh sẽ tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho con gái, mời đông đủ người thân và nhiều bạn bè nghệ sĩ, doanh nhân tới chung vui. Từ khi vợ sinh con thứ hai, chi bảo tạm gác công việc để tập trung chăm sóc bà xã và thiên thần nhỏ anh bảo có kinh nghiệm rồi nên chăm con khéo dỗ con ngủ cho bé bú thay tả sức thành thạo ông xã luôn chu đáo tâm lý hết nức với vợ con lý thùy trang kể theo vợ diễn viên bé gia khang hơn 2 tuổi tỏ ra vui mừng khi nhà có thêm thành viên mới gia khang được vợ chồng tôi nuôi dạy kỹ lưỡng từ nhỏ nên khá ngoan và hiểu chuyện bé tỏ ra tự lập sớm ít khi nhõng nhẽo biết phân lời bố mẹ và có thể tự làm các việc nhỏ trong nhà Lý Thùy Trang cho hay, hiện gia đình Chi Bảo sống trong căn biệt thự sân vườn rộng lớn ở thành phố Thủ Đức. Để chào đón con gái mới sinh, diễn viên Trang hoàng căn nhà lung linh với sắc hồng và tính nhạc. Mẹ vợ Chi Bảo, bị phải mới từ Anh về Việt Nam hỗ trợ chăm sóc cháu ngoại và con gái trong thời gian ở cử. Hiện tại, bà xã Chi Bảo cho biết cô vẫn duy trì cân nặng khoảng 75kg do phải ăn uống gấp 3 lần bình thường để có đủ sữa cho con bú. Tạm thời, Trang không lo giảm cân lúc này, bà xã Chi Bảo chia sẻ thêm, quan điểm này của cô nhận được nhiều sự đồng cảm từ các mẹ bỉm khác vì ai cũng cho rằng việc chăm sóc sức khỏe và có sữa cho con mới là điều quan trọng nhất trong giai đoạn này.